Thời tiết đợt này thì cái bông xoài rất là đẹp các bạn, lên màu rất là vàng luôn. Đây nè, sáng lắm. Nhưng mà đến cử phun thì mình vẫn phải phun kèm vô cho nó các bạn. Thì thường thì mình sẽ phun kèm cái loại này nè các bạn. Đây nè, cái này là cái Ridomin Mỹ. Đây là cái công dụng của nó nè các bạn. Nấm nè, thối nhũng tháng thư, sương mai, vàng lá, trên rau màu và cây ăn trái. Thì cái loại này xài được cho tất cả các loại cây. Mình thì mình chuyên dùng cho xoài và mít các bạn. Còn các bạn nào mà có xài trên rau màu đồ đó thì mình có thể mà mình mua về mình xài nha. Cái gói này của mình là gói 1 kg. Đây nè, dưa hấu nè, sầu riêng nè, thanh long, xoài, tiêu, chanh, cam, ớt, bắp cải. Thì thường á, cái liều dùng của mình á, của cái gói này nè, trên xoài á, thì mình sẽ xài là 200g cho 1 phi 200 lít nước. Thì các bạn chia ra. Tại vì á, xoài các bạn, thì mình phun thường một công là hết 1 phi 200 lít rồi. Thành ra mình chia cái gói này ra là, như cái gói này 1 kg thì mình chia làm 5 phi. Còn các bạn mà xài những loại cây khác á, mình cần phun đậm hơn á, thì mình có thể pha đậm hơn chút. Còn ở xoài á, mà rửa bông đồ này kia các bạn, thì xài chỉ có 100g thôi. 100g là đủ rồi. Cái gói này á, thì cái thành phần của nó là các bạn, mancozeb và metalaxy. Nói chung mình phun cái gói này nè, thì mình thấy bông nó vàng các bạn. Cuốn nó chạy chỉ đỏ rất là đẹp. Còn trên mít á, thì nó hạn chế được cái sơ đen. Mình phun ngừa ngừa hoài đó các bạn. Nói chung là mít á, thì khoảng nửa tháng mình sẽ phun cho nó một cử. Còn xoài á, là 7 ngày mình phun cho nó một cử rồi. Nếu mà thời tiết tốt giống như vậy nè, thì khoảng 10 ngày. 10 ngày thì sẽ phun cho nó một cử các bạn. Để cho đảm bảo ra trái cho nó đẹp. Thì các bạn có mua thì mình có để cái link phía dưới góc trái màn hình đó. Các bạn nhấn vô giùm mình nha. Cái giá sản phẩm nó là 290 cành đó các bạn.